Hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ tư ngày 12 tháng 7 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày 25 tháng 5 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Tân Mùi, tháng Mậu Ngọ, năm Quý Mão, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Cao Trần. Về ngũ hành Niên Mệnh, Lộ Bàn, Thổ, ngày Tân Mùi, tức chi sinh can, nghĩa là thổ sinh chua kim, và ngày hôm nay là ngày Cáp. Về nạp âm, Lộ Bàn, Thổ, Kỵ Tuổi, Ất Sửu, Đinh Sửu, ngày thuộc hành Thổ, khắc với hành Thủy, đặc biệt là Tuổi, Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành Thủy, không sợ thổ. Ngày Mùi lục hợp với Ngọ, tam hợp với Mão và Hợi thành Mộc Cục, xung với Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất và Tuyệt Sửu. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Quý Sửu, Ất Sửu, Ất Dậu, Ất Mão, tuổi xung trong tháng tuổi Bính Tý, Giáp Tý. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt, sao Nguyệt Đức hợp tốt mọi việc, kỵ về tố tụng, sao lục hợp tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Cau Trận kỵ về an táng, sao Phủ Đầu Giáp kỵ về khởi công động thổ, sao Tam Tang kỵ về khởi tạo cưới hỏi an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Tây Nam, Tài Thần hướng Tây Nam. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ tư ngày 12 tháng 7 năm 2023, cụ thể chi tiết chính xác nhất nhé. Tử vi thứ tư ngày 12 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp nhận thấy, người tuổi Tý trong ngày thứ tư này sẽ phải đối mặt với không ít biến cố dưới sức ảnh hưởng của cục diện Tý Mùi tương hại. Kẻ tiểu nhân ghen tị với những thành quả bạn có được nên ra sức tìm cách phá hoại. Mọi chuyện có thể đổ bể hoàn toàn nếu bạn không tỉnh táo và để xảy ra bất kỳ sai sót nào dù nhỏ nhất. Điểm sáng duy nhất trong ngày hôm nay chính là ở phương diện tài lộc do thiên tài mang tới. Bản mệnh dễ có cơ hội phát tài nhanh bằng các nguồn thu từ nghề phụ, trúng thưởng hay được cho tặng tiền bạc. Tuy nhiên, ngũ hành thủy thổ xung khắc lại khiến chuyện tình cảm của con giáp này rơi vào những tình huống khó xử. Mâu thuẫn hiểu lầm liên tiếp khiến đôi bạn ngày một xa cách. Cả hai nên ngồi lại, cùng giải bày chia sẻ những tâm tư suy nghĩ của mình thì mới mong tìm lại được tiếng nói chung giữa hai người. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, vận trình tài lộc có dấu hiệu khởi sắc. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, chuyện tình cảm không được như ý muốn. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, chia sẻ và lắng nghe để thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, cần quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, cẩn thận kẻ tiểu nhân tìm cách phá hoại. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 68, số 36. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, đen. Quý nhân phù trợ, Thìn, Thân, Sửu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư ngày 12 tháng 7 năm 2023 của tuổi Sửu.
Xem tử vi hôm nay cho thấy, cục diện Sửu mùi tương xung, người tuổi Sửu cần lưu tâm nhiều hơn đến các mối quan hệ của mình. Những ý kiến bất đồng sẽ là khởi đầu của mọi mâu thuẫn đó. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn cũng nên biết lắng nghe và cẩn trọng trong cách hành xử nói năng của mình, tránh đẩy mọi việc đi quá xa. Tỷ Thiên xuất hiện trong vận trình ngày mới, đây là lời nhắc nhở con giáp này cần tránh xa những chuyện thị phi, chia bè phái, tranh lợi đoạt tài chốn công sở. Tốt hơn hết là hãy tập trung vào công việc của mình thôi nhé. Ngày thổ khí quá vượng, bản mệnh càng không thể coi thường sức khỏe của bản thân, nhất là với những người có tiền sử các bệnh về tim mạch, máu huyết. Bạn nên dành thời gian để nghỉ ngơi, tái tạo lại sức lao động, tránh làm việc quá sức gây ảnh hưởng đến sức khỏe về sau. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, cần cẩn trọng trong từng lời nói hành động. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, tránh xa những chuyện thị phi. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, cần lưu tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, các mối quan hệ rơi vào tình trạng căng thẳng do mâu thuẫn kéo dài. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, dành thời gian nghỉ ngơi, tránh làm việc quá sức. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 14, số 74. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, vàng. Quý nhân phù trợ, Tị, Dậu, Tý. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 12 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dần. Tiếp nối tử vi hàng ngày của 12 con giáp thấy rằng, được chính quan trợ mệnh, con đường công danh, sự nghiệp của người tuổi Dần gặp nhiều may mắn, thuận lợi hơn bao giờ hết. Có cát thần này ở bên, những người tham gia thi cử, ứng tuyển sẽ dễ dàng đạt được những thành tích tốt đẹp. Chỉ cần bạn tự tin vào những kiến thức mà bản thân có được, sự nỗ lực không ngừng của bạn sẽ sớm được đền đáp xứng đáng. Một điều cần lưu ý rằng, tuổi Dần đừng quá cứng đầu bảo thủ mà hãy học cách lắng nghe những lời góp ý khuyên răn của những người có kinh nghiệm. Đó có thể là chìa khóa giúp bạn tiến tới thành công đó. Mộc khắc thổ, con giáp tuổi Dần còn độc thân vẫn chưa thể thoát ra khỏi vỏ bọc của mình. Hãy tự tin và cởi mở hơn trong các mối quan hệ, hãy để cho đối phương một cơ hội để tiếp cận bạn nhé. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, nỗ lực không ngừng nghỉ, thành công sẽ đến. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, lắng nghe là chìa khóa để tiến tới thành công. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, sức khỏe là vốn quý, đừng lơ là. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, tình cảm nhiều khúc mắc chưa được hóa giải. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, công việc thuận lợi suôn sẻ. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 22, số 36. Giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, xanh lam. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Hợi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 12 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mão. Bước sang ngày mới, cục diện ngũ hành tam hợp, Hợi Mão mùi trợ mệnh, người tuổi Mão sẽ đón ngày mới với nhiều tin vui. Công việc khởi sắc theo chiều hướng vô cùng tích cực, vận trình sự nghiệp của bạn từ đó mà có những bước tiến triển không ngừng. Tuy nhiên, đó cũng là lý do khiến kẻ tiểu nhân tỏ ra ganh tị muốn hạ bệ bạn bất cứ khi nào có cơ hội. Với sự xuất hiện của thiên quan, bạn không thể không có lòng đề phòng trong thời điểm này. Luôn cẩn trọng với từng quyết định của bản thân là lời khuyên mà lịch ngày tốt muốn gửi đến bạn. Ngũ hành mộc thổ xung khắc ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của bản mệnh. Với lối sinh hoạt thất thường, thiếu lành mạnh, cơ thể bạn sẽ phải chịu hệ quả nặng nề đó. Đây không phải là lúc bạn có thể chủ quan với sức khỏe của mình đâu, hãy thay đổi bản thân ngay khi còn kịp. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy, kẻ tiểu nhân có ý định hãm hại. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa, sự nghiệp có bước phát triển đột phá. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, không nên chủ quan với sức khỏe của bản thân. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, sức khỏe bị ảnh hưởng nên đi khám để được chữa trị kịp thời.
Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, công việc khởi sắc không ngừng. Sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn, số 28, số 97. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, xanh dương, đen. Quý nhân phù trợ, Hợi, Mùi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 12 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thìn. Bước sang ngày mới, nhờ có lục hợp che chở, người tuổi Thìn không còn phải lo lắng quá nhiều về những rắc rối đang gặp phải trong công việc. Cát tinh này giúp đầu óc bạn minh mẫn và sáng suốt, từ đó nhìn ra vấn đề nằm ở đâu và giải quyết nhanh chóng. Tuy nhiên, kiếp tài giáng họa khiến cho người tuổi này điêu đứng vì những khoản chi tiêu càng ngày càng nhiều lên mà thu nhập thì có hạn, dễ lâm vào cảnh vay mượn nợ nần. Bản mệnh nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, xét đoán rõ ràng những việc cần phải chi tiêu thay vì thứ gì cũng muốn mua, thứ gì cũng muốn sắm. Thổ khí vượng trong ngày này có thể khiến cho tuổi Thìn không kiểm soát được cảm xúc của mình, nóng giận thất thường, làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa bạn và người ấy, có thể khiến cho đối phương bị tổn thương. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, không còn phải lo lắng quá nhiều về rắc rối trong công việc. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, đầu óc minh mẫn nên nhìn ra vấn đề nằm ở đâu. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, điêu đứng vì những khoản chi tiêu càng ngày càng nhiều lên. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, chớ mua sắm tùy tiện. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, không kiểm soát được cảm xúc của mình, nóng giận thất thường. Sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn, số 08, số 65. Giờ tốt, từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, Dậu, Tý, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 12 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tỵ. Ngày thứ tư này, người tuổi Tỵ được cục diện Tý Mùi tương hội trợ mệnh mà vận trình sự nghiệp được hanh thông suôn sẻ hơn hẳn thời gian trước đó. Những mối quan hệ mà bạn đã gây dựng từ trước có thể sẽ mang đến cho những hợp đồng giá trị, hãy mau chóng nắm bắt lấy cơ hội để bứt phá này. Lại thêm chính ấn ủng hộ, bản mệnh dễ dàng khẳng định được vị thế của bản thân bằng chính tài năng thực lực của mình. Bạn bè đồng nghiệp và cả cấp trên cũng phải công nhận điều này. Ngày ngũ hành hỏa thổ tương sinh, mối quan hệ giữa bạn và người ấy có những bước tiến triển rõ rệt. Cả hai đã cùng nhau trải qua những chặng đường dài và đây sẽ là lúc để cả hai nghĩ đến chuyện về chung một nhà rồi đó. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, tình cảm gia đình hài hòa yên ấm. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, dễ dàng khẳng định vị thế của bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, nhanh tay nắm bắt thời cơ bứt phá quan trọng. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, vận trình sự nghiệp hanh thông phơi phới. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, sức khỏe có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn, số 19, số 76. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, cam. Quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 12 tháng 7 năm 2023 của tuổi Ngọ. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp thấy rằng, được quý nhân tam hội ở bên giúp sức, người tuổi Ngọ có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được đề ra. Bạn đang dần tiến gần đến với mục tiêu mà mình đã đặt ra. Cánh cửa thành công đang mở ra trước mắt bạn. Người tuổi Ngọ đang làm trong các lĩnh vực nghệ thuật, dịch vụ hay nghề tự do tìm thấy cơ hội để khẳng định bản thân dưới sự che chở của thiên ấn.
tài trí và năng lực của bạn sẽ sớm lọt vào mắt xanh của cấp trên và lãnh đạo thôi. Hỏa sinh thổ, người tuổi Ngọ còn độc thân có cơ hội tìm được nửa kia cho mình trong ngày hôm nay. Những cuộc gặp gỡ tình cờ sẽ kết nối nhân duyên của hai người lại với nhau. Hãy thoải mái và mở lòng đón nhận những tình cảm ngọt ngào mới mẻ này đi nhé. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình ngày càng tốt đẹp. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, nỗ lực hết mình vì tương lai phía trước. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, người độc thân có cơ hội tìm thấy một nửa của mình. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, tình cảm đôi lứa mặn nồng. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, khẳng định được vị thế của bản thân. Sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn, số 20, số 89. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, hồng, đỏ. Quý nhân phù trợ, Tuất, Dần, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 12 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mùi. Ngày có Tỳ Kiên nhập mệnh, người tuổi Mùi đón nhận vận trình tươi sáng hơn khi công việc trong ngày được sắp xếp ổn thỏa. Cũng bởi bản mệnh quyết đoán, biết được điều gì thích hợp với sức mình nên không phải tốn quá nhiều thời gian và công sức để mò mẫm. Tuy nhiên, thổ khí vượng có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bản mệnh. Người tuổi Mùi quá mải mê cho công việc, lại thêm thời tiết nắng nóng nên ăn uống kém ngon miệng, có thể bỏ bữa để làm việc cho xong. Đó là thói quen rất xấu, bạn nên ăn uống đầy đủ và đúng bữa để cơ thể luôn khỏe mạnh. Chuyện tình cảm trong ngày này cũng không lý tưởng như bạn mong. Con giáp này không muốn phải nhún nhường, nghe theo đối phương như mọi lần nữa mà quyết định làm mọi chuyện theo ý mình. Điều này có thể sẽ khiến cho đối phương khó chịu và thế là tranh cãi rất dễ xảy ra. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, công việc trong ngày được sắp xếp ổn thỏa. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, làm việc quyết đoán, biết được điều gì thích hợp với bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, không phải tốn quá nhiều thời gian và công sức để tìm kiếm lĩnh vực thích hợp. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, nên chăm sóc sức khỏe cẩn thận hơn. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, luôn làm mọi thứ theo ý mình sẽ khiến tình cảm rạn nứt. Sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn, số 06, số 87. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, vàng. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Mão, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 12 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thân. Thương quan án ngữ trong vận trình ngày hôm nay của người tuổi Thân khiến con giáp này dễ gặp rắc rối khi vận trình chứa đầy những thăng trầm bất định. Bao công sức nỗ lực trước đó của con giáp này đều bị gạt bỏ vì bản mệnh không thực sự chú tâm trong công việc và gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc. Hãy chấn chỉnh ngay lại tinh thần làm việc của mình đi nhé. Có thể những thất bại khiến cho bạn nản lòng, nhưng không có con đường tới thành công nào chỉ trải toàn hoa hồng. Ở đời làm gì có mấy ai thành công ngay từ lần đầu tiên mà không va vấp vài lần. Thổ dưỡng cho kim, ngũ hành tương sinh giúp đường tình duyên vượng sắc, vợ chồng ở bên nhau vượt qua những giây phút khó khăn nhất. Tình cảm theo năm tháng càng ngày càng trở nên sâu sắc hơn, không vì bên nhau lâu mà lạnh nhạt. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, dễ gặp rắc rối khi vận trình chứa đầy những thăng trầm bất định. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, không chú tâm trong công việc và gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, cần sớm chấn chỉnh lại tinh thần làm việc của mình. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, nên chấp nhận thất bại và đứng dậy sau va vấp. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, đường tình duyên vượng sắc, tình cảm vợ chồng sâu sắc. Sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn, số 14, số 39. Giờ tốt,
từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, bạc, ánh kim. Quý nhân phù trợ, Thìn, Tý, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 12 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dậu. Thực thần xuất hiện và nâng đỡ cho vận trình của người tuổi Dậu khá nhiều, đặc biệt là trên con đường tìm kiếm tài lộc. Người làm kinh doanh có một ngày phát tài phát lộc, việc làm ăn thuận lợi suôn sẻ, lợi nhuận tăng cao, có nhiều ý tưởng mới để phát triển sự nghiệp theo hướng tốt đẹp hơn. Người tuổi Dậu có rất nhiều ý tưởng muốn thực hiện, tiền tài cũng nhờ những ý tưởng đó của bạn mà dồi dào. Bạn dám nghĩ dám làm, sẵn sàng đánh đổi lợi ích của bản thân để có thể làm những điều mình muốn, biến những ý tưởng trên giấy trở thành hiện thực. Thành quả hôm nay là những gì bạn xứng đáng nhận được. Ngũ hành tương sinh cũng bảo đảm cho bản mệnh đường tình duyên êm ả, không có vấn đề nào đáng lo ngại. Người còn độc thân hãy mở rộng lòng mình, tình yêu vẫn luôn ở bên, chỉ chờ bạn đón nhận mà thôi. Đừng để mình bị áp lực quá nhiều bởi những định kiến xã hội hay lời nói của người xung quanh, cuộc sống vốn ngắn ngủi, hãy theo đuổi hạnh phúc mà mình mong muốn. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, người làm kinh doanh có một ngày phát tài phát lộc. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, việc làm ăn thuận lợi suôn sẻ, lợi nhuận tăng cao. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, dám nghĩ dám làm, sẵn sàng theo đuổi đam mê. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, nhận về thành quả xứng đáng với nỗ lực đã bỏ ra. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, đường tình duyên êm ả, không có vấn đề nào đáng lo ngại. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 86, số 25. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, xám. Quý nhân phù trợ, Tỵ, Sửu, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 12 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tuất. Bước sang ngày mới gặp cục diện mùi Tuất tương phá, con giáp tuổi Tuất sẽ vướng vào những cuộc tranh cãi không hồi kết trong ngày thứ tư này. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình đầy căng thẳng, chẳng ai chịu nhường ai. Nếu không biết cách lắng nghe thì những vết rạn nứt sẽ khó có thể chữa lành được. Sự xuất hiện của kiếp tài khiến bạn trở nên thiếu lý trí mà có những hành động manh động như vậy. Bạn nên giữ bình tĩnh, xem xét lại từng vấn đề và nhanh chóng tìm ra lỗi sai để có thể sửa chữa kịp thời trong hoàn cảnh cho phép. Bạn cũng nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn nếu không muốn gục ngã trong thời điểm này. Đã đến lúc bạn nhìn nhận và thực hiện một cách nghiêm túc chế độ sinh hoạt một cách lành mạnh hơn. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, bình tĩnh và xem xét kỹ càng trước khi hành động. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, xem lại chế độ sinh hoạt và tập luyện của bản thân. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, lắng nghe và chia sẻ để được thông cảm và thấu hiểu. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình căng thẳng. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 11, số 63. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, vàng. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Mão, Dần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 12 tháng 7 năm 2023 của tuổi Hợi. Xem tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy, người tuổi Hợi nhờ cục diện ngũ hành tam hợp, Hợi Mão mùi trợ mệnh, điều này giúp cho công việc của con giáp này trở nên thuận lợi và suôn sẻ hơn trước rất nhiều. Các mối quan hệ xã giao hài hòa có thể mang đến cho bạn những cơ hội hợp tác hai bên đều có lợi hiếm có. Hãy chờ đợi xem sao nhé. Lại thêm cát thần chính quan trợ vận, bạn sẽ sớm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong ngày này. Quả đúng là con giáp có năng lực xử lý vấn đề không thể chê vào đâu được. Thổ khắc thủy,
bản mệnh đừng để chuyện quá khứ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của bạn. Hãy mở rộng lòng mình và đón nhận tình yêu thương của mọi người xung quanh. Tin rằng bạn xứng đáng có được hạnh phúc mà mình mong muốn. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, có cơ hội hợp tác đầy triển vọng. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, tình cảm gia đình phai nhạt. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, đừng sống khép mình trong vỏ bọc của bản thân. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, công việc thuận lợi và suôn sẻ. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, mở lòng mình mới mong sớm tìm được hạnh phúc. Sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn, số 57, số 99. Giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, đen. Quý nhân phù trợ, Mùi, Mão, Dần. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.